Nên là cái việc gảy đàn nó cũng thế. Thế nào là tốc độ nhanh, thế nào là tốc độ chậm? Cái đầu tiên để chơi một bản nhạc hay ấy, đầu tiên là đúng nhịp. Cái cách để đánh nhanh ấy, thì thực ra ấy, nếu mà ai bình thường mà các thầy cô giáo nói ấy, thì em cứ tập đi. Nhưng ấy, muốn đánh nhanh được ấy, hãy tập chậm lại những thứ mà mình chưa làm được. Cái bài đấy em muốn đẩy đến 170 ấy, thì bây giờ em phải đẩy xuống 130. Theo anh là thế.